chào cô chú, anh chị và các bạn đã đến với kênh Phúc Tài Chính. Và từ khi drama của cô Nguyễn Phương Hằng nổ ra thì Bình Dương là tỉnh thành được nhiều người dân chú ý đến. Và ngày hôm nay, một thông tin nóng hổi khi lò của bác Trọng tiếp tục nổi lên tại tỉnh Bình Dương. Và chúng ta hãy đến với thông tin mới nhất và nóng nhất ngày hôm nay. Mời cô chú, anh chị và các bạn đến với tin tức từ báo Công an Nhân dân. Cựu bí thư tỉnh ủy Bình Dương hầu tòa tại Hà Nội. Cựu bí thư tỉnh ủy Bình Dương Trần Văn Nam và nhiều cán bộ cấp dưới tại tỉnh Bình Dương được xác định để tư nhân thâu tóm hai khu đất nhà nước gây thiệt hại hơn 5.700 tỷ đồng. Ngày 6 tháng 5, Viện Kiểm soát Nhân dân tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố 28 bị can trong vụ án kinh tế tham nhũng xảy ra tại Tổng Công ty Sản xuất xuất nhập khẩu Bình Dương. Trong vụ án này, bị can Trần Văn Nam, cựu bí thư tỉnh ủy Bình Dương, Trần Thanh Liêm, cựu chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương và 20 bị can khác bị truy tố về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí theo quy định tại Điều 219 Bộ Luật Hình sự. Bị can Nguyễn Thục Anh và vợ chồng bị can Võ Hồng Cường, Trần Đình Như Ý bị truy tố về tội tham ô tài sản theo quy định tại Điều 353 Bộ Luật Hình sự. Bị can Nguyễn Văn Minh, cựu chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Sản xuất xuất nhập khẩu Bình Dương. Bị can Trần Nguyên Vũ, cựu giám đốc Tổng Công ty Sản xuất xuất nhập khẩu Bình Dương. Và bị can Huỳnh Thanh Hải, cựu phó tổng giám đốc Công ty Sản xuất xuất nhập khẩu Bình Dương, bị truy tố về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí và tội tham ô tài sản. Viện Kiểm soát Nhân dân tối cao xác định các bị can trong vụ án này có sai phạm trong chuyển nhượng hai khu đất tại Bình Dương. Theo cáo trạng của Viện Kiểm soát Nhân dân tối cao, Tổng Công ty Sản xuất xuất nhập khẩu Bình Dương là doanh nghiệp trực thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh do Trần Văn Minh làm chủ tịch Hội đồng Quản trị. Ngoài ra, Trần Văn Minh và người thân còn lập các công ty sân sau bao gồm Công ty Tân Thành, Công ty Phát triển, Công ty Đầu tư Xây dựng Tân Phú. Sai phạm đầu tiên của xảy ra từ năm 2011 khi Tổng Công ty Sản xuất xuất nhập khẩu Bình Dương xin được giao hai mảnh đất tại khu liên hợp tỉnh gồm 43 hectare đất xây khu dân cư Tân Phú và 145 hectare để xây sân golf nghỉ dưỡng. Hồ sơ gửi đến cơ quan thuế và bị can Lê Văn Trang, khi đó là Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Bình Dương, cùng thuộc cấp đã đề xuất đơn giá gần 52.000 đồng một mét vuông theo quy định. Nhóm bị can từng là cán bộ tại Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương biết rõ cơ quan thuế tỉnh lấy quy định của năm 2006 để áp cho năm 2012 là sai nhưng vẫn phê duyệt. Trong đó, ông Trần Văn Nam bị cáo buộc biết sai nhưng vẫn giao đất. Hành vi này gây thiệt hại cho nhà nước số tiền là 761 tỷ đồng. Phạm tiếp theo xảy ra từ năm 2015 khi Tổng Công ty Sản xuất xuất nhập khẩu Bình Dương thực hiện cổ phần hóa. Thời điểm đó, tỉnh ủy Bình Dương ra văn bản yêu cầu chuyển khu đất 43 hectare nói trên về công ty Impco, ban đầu là công ty con của Tổng Công ty Sản xuất xuất nhập khẩu Bình Dương, nhưng từ năm 2016 trực thuộc tỉnh ủy Bình Dương. Khu đất 145 hectare dự kiến xây sân golf được yêu cầu phải giữ lại sau khi cổ phần hóa. Đây chính là cựu bí thư tỉnh ủy Bình Dương Trần Văn Nam. Tuy nhiên, các bị can trong vụ án đã làm ngược lại với động cơ chiếm đoạt, hưởng lợi từ các khu đất. Tại khu 43 hectare, Nguyễn Văn Minh thống nhất với con rể là Nguyễn Đại Dương cùng các đồng phạm bán trái phép bằng cách mang đi góp vốn liên doanh tại công ty Tân Phú. Cụ thể, Tổng Công ty Sản xuất xuất nhập khẩu Bình Dương góp 60 tỷ đồng vào Tân Phú tương ứng với 30% cổ phần. Công ty Âu Lạc của Nguyễn Đại Dương góp 70% còn lại. Sau đó, Nguyễn Văn Minh bán khu đất này cho công ty Tân Phú với giá 250 tỷ đồng. Tiếp đó, Tổng Công ty Sản xuất xuất nhập khẩu Bình Dương cũng bán nốt 30% cổ phần của mình tại công ty Tân Phú cho công ty Âu Lạc với giá 161 tỷ đồng. Như vậy,
công ty Âu Lạc của Nguyễn Văn Dương đã thâu tóm 43 hectare đất nhà nước với chi phí là 411 tỷ đồng. Tài sản này sau đó được bán cho công ty Kim Oanh của bà Đặng Thị Kim Oanh, sinh năm 1970 tại thành phố Hồ Chí Minh. Viện Kiểm soát Nhân dân tối cao xác định giá trị khu 43 hectare tại thời điểm khởi tố vụ án năm 2019 là 1.335 tỷ đồng và các bị can gây thiệt hại 984 tỷ đồng. Khu 145 hectare, Nguyễn Văn Minh và con gái là Nguyễn Thục Anh cũng đã tìm cách thâu tóm bằng cách mang đi liên doanh góp vốn. Tỉnh ủy yêu cầu khu đất phải để lại Tổng Công ty Sản xuất xuất nhập khẩu Bình Dương sử dụng sau khi cổ phần hóa. Nhưng Nguyễn Văn Minh đưa cả 145 hectare vào danh mục tài sản chờ thanh lý để không xác định giá trị quyền sử dụng đất. Khu đất sau đó được góp vốn vào công ty Tân Thành rồi đẩy đi đẩy lại giữa các doanh nghiệp sân sau của Trần Văn Minh. Sau đó, Tổng Công ty Sản xuất xuất nhập khẩu Bình Dương chỉ thu về 442 tỷ đồng, trong khi giá trị thực là 4.472 tỷ đồng. Các bị can gây thiệt hại là 4.030 tỷ đồng. Hành vi tham ô tài sản, Viện Kiểm soát Nhân dân tối cao xác định sau khi không đưa 145 hectare vào giá trị doanh nghiệp khi cổ phần hóa, Nguyễn Văn Minh chỉ đạo hoàn tất thủ tục để thay đổi quyền sử dụng đất từ Tổng Công ty Sản xuất xuất nhập khẩu Bình Dương sang tên Công ty Tân Thành. Như vậy, Công ty Tân Thành có giá trị 442 tỷ đồng, tương ứng với hơn 16.000 đồng một cổ phần và Nguyễn Văn Minh biết rõ điều này. Tuy nhiên, do cần 404 tỷ đồng trả nợ cho Tổng Công ty Sản xuất xuất nhập khẩu Bình Dương, nên Nguyễn Văn Minh quyết định để doanh nghiệp này mua 19% cổ phần của Tân Thành với giá là 105.000 đồng một cổ phần. Từ đây, Nguyễn Văn Minh và con gái cùng các đồng phạm chiếm đoạt 815 tỷ đồng của nhà nước. Vụ án này, cựu bí thư tỉnh ủy Bình Dương Trần Văn Nam bị cáo buộc vi phạm pháp luật về đất đai, doanh nghiệp cùng các văn bản liên quan trong việc cho Tổng Công ty Sản xuất xuất nhập khẩu Bình Dương được nhận đất nhà nước rồi chuyển cho tư nhân. Bị can Trần Văn Nam phải chịu trách nhiệm chính về những quyết định và chỉ đạo của mình dẫn đến hậu quả đặc biệt lớn tài sản của nhà nước. Cáo trạng nêu, Viện Kiểm soát Nhân dân tối cao ủy quyền cho Viện Kiểm soát Nhân dân thành phố Hà Nội thực hành công tố trong quá trình xét xử vụ án này. Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội quyết định về trách nhiệm dân sự và xử lý vật chứng trong vụ án. Và là một người dân đọc những thông tin như thế này từ báo Trung ương, từ báo nhà nước thì thực sự là yên tâm quá. Chứ nói thật với cô chú, anh chị và các bạn là tuổi trẻ của chúng ta hay là chúng ta đi làm đấy, coi như cả đời nhiều khi người ta làm công nhân được có 6 triệu, 8 triệu rồi là đi làm cứ dần dần là 10 triệu, 15 triệu đấy, làm 2-3 năm thì 10, 15 triệu nhưng mà nó cũng chỉ tầm triệu triệu thôi. Chứ đọc nghe những cái thông tin mà cứ vèo cái ký tá thứ mà chiếm đoạt cả hàng nghìn tỷ tỷ đồng như thế này thì người dân cũng phải nói là chớp, chỉ biết chớp mắt thôi, chả biết thế nào, kiểu chớp chớp này. Thì nhưng mà khi nghe những lò bắt trọng là đốt như thế này, phải nói là đốt rực lửa như thế này ấy, thì người dân cũng yên tâm hơn rất nhiều về cơ quan nhà nước. Và đặc biệt là mình nhớ cái kỷ niệm mà khi mà mình vào Đại Nam ấy và mình đọc báo cho cô Nguyễn Phương Hằng ấy, thì cũng là những cái bài báo từ Trung ương như thế này. Và cũng là một cái bài báo nói về việc là năm 2022 lò Bác Trọng sẽ đốt những cái vụ án như thế này. Khi mà những người trong cơ quan nhà nước thay vì là chăm lo cho người dân thì lại chăm lo cho cái túi tiền của mình, nào là chiếm đoạt tài sản của nhà nước như thế này. Thì cứ mỗi đoạn lần mà cô Nguyễn Phương Hằng nghe đến cái chuyện này là cô Nguyễn Phương Hằng là cứ lắc đầu và nhăn mặt vào và bày tỏ một cái sự là suy nghĩ cho người dân. Nhưng mà khi mà lò Bác Trọng đốt như vậy nên là rất là tin tưởng vào cơ quan nhà nước. Thực sự là đọc những cái tin này mình cũng thấy vui, cũng thấy an tâm. An tâm thật đấy chứ có những người đi làm thuê, nhiều khi làm thuê 5 năm, 6 năm cũng dậm chân tại chỗ, 5, 6 triệu không sao mà ngoi lên được. Những người mà người ta có ý chí phấn đấu thì là cũng dần dần lên 10 triệu, lên 15 triệu, lên 20 triệu. Nhưng mà nó không thể nào cái tốc độ nhanh bằng cái tốc độ ánh sáng vèo phát chiếm đoạt cả nghìn tỷ đồng của nhà nước được. Nên là khi mà lò Bác Trọng đốt như thế này, quét rác không chỉ là quét rác ở xã hội mà quét rác cả trong hệ thống
của Trung ương là những cái tín hiệu rất tốt để người dân yên tâm để tiếp tục đóng góp cho nhà nước và tin tưởng vào sự dẫn dắt của Đảng và của cơ quan chức năng. Và đấy là những cái thông tin mà Phúc Tài Chính chia sẻ trong buổi sáng ngày hôm nay. Hẹn gặp lại cô chú, anh chị và các bạn tại những video tiếp theo. Xin chào!